Xin chào mừng các bạn đã đến với FPT Shop Channel, kênh thông tin tổng hợp về công nghệ. Mình là Thục Quyên. Chúng ta có thể thấy Apple vừa kết thúc sự kiện tháng 3 của mình gây khá nhiều bất ngờ cho người xem nói chung và giới công nghệ nói riêng. Theo nhiều thông tin sau sự kiện, nhiều người nói rằng Apple đã cạn ý tưởng và không cho ra một đột phá nào trong sản phẩm mới của mình. Nhưng đối với cá nhân Thục Quyên thì không phải vậy. Dù là bình cũ rượu mới nhưng với những gì Apple đã đáp ứng được cho thị trường công nghệ hiện tại, thương hiệu trái táo cắn dở vẫn không hề có đối thủ. Đặc biệt khi thị trường máy tính bảng đang đi xuống, thì dòng iPad của Apple vẫn giữ được thị phần riêng cho mình. Và trong sự kiện đặc biệt này, họ đã tung ra chiếc iPad thế hệ tiếp theo mang tên iPad Pro 9.7 inch, một phiên bản thu nhỏ của phiên bản 12.9 inch đã giới thiệu trước đó, để phù hợp với đại đa số người tiêu dùng về độ nhỏ gọn và rất tiện lợi của nó. Tổng thể, iPad Pro phiên bản 9.7 inch nhẹ hơn đáng kể so với người anh em 12.9 inch của mình. Khi máy chỉ nhẹ 0,96 pound, máy vẫn được xây dựng với thiết kế từ nhôm nguyên khối và hệ thống âm thanh 4 loa ấn tượng. Nếu các bạn đã từng trải nghiệm iPad Pro 12.9 inch có thể thấy khi xem phim hay nghe nhạc cho cảm giác đã tai như thế nào. Máy trông khá mỏng với 6,1mm, bốn góc được bo cong nhẹ và camera ở phía sau hơi lồi lên. Về mặt cấu hình, iPad Pro mới không hề thua thiệt so với thế hệ trước, bao gồm bộ vi xử lý Apple A9X 64bit mạnh mẽ. Thông số về RAM không được Apple công bố, nhưng hệ điều hành iOS đã làm quá tốt trong việc xử lý RAM, nên các bạn có thể an tâm máy sẽ đáp ứng được những tác vụ nặng nhất một cách mượt mà như trên iPad Pro 12.9 inch. Nếu so với iPad Air 2, iPad Pro 9.7 inch có hiệu năng nhanh hơn 2,4 lần, khả năng xử lý đồ họa tốt hơn 4,3 lần. Đây có thể nói là một nâng cấp đáng kể cho những ai đang sử dụng iPad Air 2 của hãng. Kèm theo đó, màn hình iPad Pro 9.7 inch sử dụng công nghệ oxy TFT và TrueTone, mang lại khả năng chống chói tốt hơn 40% so với iPad Air 2 và khả năng tự động điều chỉnh màu sắc sao cho phù hợp với môi trường. Ngay tại sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, Apple cho biết đây là chiếc máy tính bảng có màn hình sáng nhất từ trước đến nay. Điều này khiến Thục Quyên cảm thấy rất là hào hức muốn trên tay ngay chiếc iPad Pro này. Mặc dù là một chiếc máy tính bảng, nhưng iPad Pro cũng được Apple tập trung khá nhiều vào khả năng chụp ảnh với camera chính độ phân giải 12 megapixel, tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại như Focus Pixel, đem flash ghép hai tông màu, hay Retina flash trên camera trước để selfie tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Và đây cũng là chiếc table đầu tiên của Apple được tích hợp đèn flash cho camera phía sau. Đây quả thật là một điều rất là đáng giá, đúng không nào? Apple không đề cập quá nhiều về pin của máy, nhưng theo những thông số được công bố, iPad Pro 9.7 inch có thời gian sử dụng trong vòng 10 tiếng, một con số khá là ấn tượng, đúng không nào? Tuy nhiên, iPad Pro 9.7 inch sẽ đi kèm một chiếc bàn phím Smart Keyboard mới với kích thước nhỏ hơn. Tuy nhiên, chiếc bút Apple Pencil trên iPad Pro 12.9 inch vẫn sử dụng được với iPad mới. Giá bán khởi điểm của máy là 599 đô la Mỹ cho phiên bản 32GB, 749 đô la Mỹ cho bản 128GB và 899 đô la Mỹ cho tùy chọn 256GB. Nếu như muốn thêm kết nối 4G LTE thì giá của mỗi model tương ứng sẽ tăng thêm 130 đô la Mỹ hoặc hơn. Người dùng có thể bắt đầu đặt hàng iPad Pro màn hình 9.7 inch bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 với 4 lựa chọn màu sắc, đó là xám, đen, vàng và vàng hồng. Với iPad Pro màn hình 9.7 inch và trước đó là model có kích thước 12.9 inch, Apple đang cố gắng thuyết phục người dùng thay thế những chiếc laptop cũ kỹ của họ bằng những thiết bị tiện dụng hơn, đủ để đáp ứng nhu cầu của công việc, trong khi lại đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, màn hình đẹp cũng như một vài tính năng khác. Và các bạn hãy cùng chờ đón chiếc iPad Pro này cập bến FPT Shop và cùng đón xem những video chi tiết hơn về chiếc iPad Pro này nhé. Và Thục Quyên xin được cảm ơn, và các bạn đừng quên like, comment, subscribe FPT Shop Channel. Và xin chào và hẹn gặp lại.